Ngoại trưởng Iran mới đây tuyên bố nước này không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Ngoại trưởng Iran Sayed Abbas Arachi nói với các phóng viên ngày 8 tháng 10 tại Tehran: "Chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng Iran không muốn leo thang căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng." Ông Arachi nhấn mạnh: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ." Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chính sách của Iran vẫn là chấm dứt các hành động thù địch và đạt được lệnh ngừng bắn có thể chấp nhận được. Theo hãng tin Mer News, nhà ngoại giao hàng đầu Iran đã phát biểu rằng Israel không nên thử thách ý chí của Iran. Ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với các phản ứng dữ dội. Hãng tin Tasnim thuộc sự quản lý của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 7 tháng 10 cho biết quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho mọi cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Tasnim nhấn mạnh phản ứng của Iran không nhất thiết phải là sự đáp trả tương xứng với hành động của Israel mà có thể khắc nghiệt hơn, nhắm vào các mục tiêu khác nhằm tăng cường hiệu quả đáp trả. Theo nguồn tin của Tasnim, do Israel nhỏ hơn Iran rất nhiều và có cơ sở hạ tầng ít nhạy cảm hơn, nên sự trả đũa của Iran có thể gây ra những rắc rối chưa từng có. Nguồn tin cũng cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel trong một cuộc tấn công có thể xảy ra sẽ bị coi là vượt qua ranh giới đỏ của Iran và sẽ chịu thiệt hại. Cảnh báo này được cho là nhắm vào Mỹ, một đồng minh quan trọng của Israel. Tuần trước, Tehran đã gửi thông điệp tới Washington thông qua Qatar rằng Iran đã phải thực hiện sự tự kiềm chế đơn phương. Quốc hội Iran được cho là đang soạn thảo hiệp ước kháng chiến để tăng cường an ninh khu vực và đối phó với các mối đe dọa bên ngoài tiềm tàng, đặc biệt là từ Mỹ và Israel. Theo trang tin Tehran Times, trích dẫn văn bản hiệp ước, tất cả các quốc gia thành viên sẽ được yêu cầu cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị trong trường hợp bất kỳ thành viên nào bị Israel hoặc các đồng minh của nước này tấn công. Trung Đông đang trải qua những ngày căng thẳng do các hoạt động quân sự của Israel và nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Đêm ngày 1 tháng 10, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa nhằm vào một số căn cứ quân sự của Israel để báo thù cho loạt chỉ huy cấp cao của Hamas và Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Tel Aviv tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công nghiêm trọng và có ý nghĩa để trả đũa. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel không tấn công đáp trả vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Washington dường như cũng không mặn mà với kịch bản Israel tấn công, gây thiệt hại cho các cơ sở dầu khí của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định Tel Aviv đề ngỏ mọi kịch bản. Trong chương trình 60 Minutes của đài CBS, bà Harris được hỏi quốc gia nào mà bà coi là kẻ thù lớn nhất của Mỹ. Bà trả lời ngay rằng, "Tôi nghĩ quốc gia đó đang rất rõ ràng trong đầu tôi là Iran. Cuộc tấn công vào Israel bằng 200 tên lửa đạn đạo đã thể hiện điều đó." Bà nhấn mạnh thêm, "Điều chúng ta phải làm là đảm bảo Iran không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân. Đó là một trong những ưu tiên lớn nhất của tôi." Khi người dẫn chương trình Bill Wiltaker hỏi tiếp, "Nếu Iran chế tạo được bom hạt nhân, bà có hành động quân sự không?" Bà Harris chỉ đáp, "Tôi không muốn suy đoán về điều đó vào lúc này." Việc Iran bị coi là kẻ thù hàng đầu của Mỹ không có gì lạ, bởi họ đã đối đầu với nhau trong một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bà Harris lại nhấn mạnh vào Iran nhiều hơn so với Trung Quốc, Nga hay Triều Tiên. Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ càng trở nên căng thẳng trong năm qua, chủ yếu do các xung đột ở Trung Đông. Tháng trước, Iran đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Liban. Nhờ có sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh, Israel đã chặn được phần lớn số tên lửa này. Trong khi đó, thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực vì lo ngại rằng Israel có thể tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa. Chính quyền Biden cũng muốn nối lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran. Nhưng mọi việc đã đổ vỡ sau khi Nhà Trắng cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine. Tháng 9 vừa rồi, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết Tehran sẵn sàng khởi động lại đàm phán hạt nhân đa phương, nhưng phía Mỹ vẫn chưa có động thái rõ ràng. Mỹ và một số nước Ả Rập đang bí mật đàm phán với Iran về một lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận. Theo kênh Channel 12, Israel đã được thông báo về sáng kiến này dù không tham gia trực tiếp, nhưng vẫn chưa đưa ra quan điểm chính thức với Mỹ. Tuy vậy, vấn đề lớn là không ai rõ sáng kiến này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình ở giải Gaza, vì đây là điểm nóng phức tạp. Israel vẫn quyết tâm tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi có thể đạt được thỏa thuận trao đổi con tin. Điều thú vị là Hezbollah ở Liban dường như đang thay đổi lập trường về lệnh ngừng bắn. Trước đây, họ luôn khẳng định sẽ chỉ ngừng tấn công khi chiến sự ở Gaza kết thúc. Nhưng gần đây, trong các phát biểu của lãnh đạo Hezbollah, Gaza không còn được nhắc đến nhiều nữa. Naim Qassem, phó thủ lĩnh của Hezbollah, lên tiếng trên truyền hình ngày 8 tháng 10, bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri để đạt được lệnh ngừng bắn mà không đưa ra điều kiện. Trong khi đó, Mahmoud Kmati, một quan chức khác của Hezbollah, cũng phát biểu trên truyền hình Iraq ngày 6 tháng 10 rằng nhóm này sẵn sàng xem xét các giải pháp chính trị nếu Israel dừng các cuộc tấn công vào Liban và một lần nữa không nhắc đến Gaza. Một quan chức Liban giấu tên tiết lộ với Reuters rằng Hezbollah thay đổi thái độ vì phải chịu nhiều sức ép, bao gồm từ hàng nghìn người ủng hộ nhóm này ở miền nam Liban và Beirut.
Ngoài ra, các chính trị gia của Liban cũng phản đối lập trường của Hezbollah. Một số nhà lập pháp từ các giáo phái khác đã kêu gọi chấm dứt giao tranh, tách tương lai của Liban ra khỏi cuộc chiến ở Gaza. Nhà lập pháp Walid Zumblat phát biểu, chúng tôi sẽ không gắn số phận của mình với Gaza. Thậm chí Suleiman Frangieh, một chính trị gia cơ đốc giáo thân cận với Hezbollah, cũng cho rằng ưu tiên hiện tại là dừng cuộc tấn công của Israel. Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng thay đổi này của Hezbollah đã quá muộn để tạo ra bất kỳ giải pháp ngoại giao nào. Israel đang gia tăng các cuộc tấn công trên bộ ở khu vực biên giới với Liban và không kích vào Beirut và nhiều nơi khác. Về phía Israel, nước này vẫn thiên về giải pháp quân sự thay vì ngoại giao. Một nhà ngoại giao cao cấp phương Tây nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy một lệnh ngừng bắn sẽ sớm diễn ra. Chuyên gia Mohanad Hash Ali từ Trung tâm Trung Đông Carnegie cũng nhận định rằng Israel đang có lợi thế khi tăng cường sức ép quân sự lên Hezbollah. Ông nói, Hezbollah có thể đang chơi trò chính trị, nhưng điều đó không đủ với người Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhận xét, việc Hezbollah kêu gọi ngừng bắn cho thấy họ đang bị áp lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller phát biểu trong một buổi họp báo, cả năm trời, Hezbollah từ chối ngừng bắn. Bây giờ khi họ gặp khó khăn, họ lại thay đổi thái độ. Dù vậy, chúng tôi vẫn mong muốn có một giải pháp ngoại giao. Một số quan chức cấp cao của Israel đã tiết lộ rằng, thay vì tập trung vào việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, Israel sẽ nhắm đến các căn cứ tên lửa đạn đạo và cơ sở tình báo của Iran. Họ khẳng định rằng mục tiêu chính của Israel trong thời điểm hiện tại là tiêu diệt Hamas và đảm bảo an ninh trong khu vực. Theo thông tin từ tờ Jerusalem Post vào ngày 8 tháng 10, Israel dự kiến sẽ không tấn công các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, mà thay vào đó sẽ tập trung vào các căn cứ quân sự và cơ sở tình báo của Tehran. Trước đó, tờ New York Times cũng đã đưa ra báo cáo tương tự, dự đoán rằng hành động trả đũa của Israel đối với Iran sau cuộc tấn công lớn vào đêm 1 tháng 10 sẽ nằm trong kịch bản tấn công ở mức trung bình. Sau khi thông tin này được công bố, các nguồn tin từ Israel không phủ nhận và cho rằng cuộc tấn công lần này có thể có quy mô lớn hơn nhiều so với lần đáp trả ngày 19 tháng 4 khi hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran bị hư hại. Tờ Jerusalem Post cũng cho biết, dù có một số ý kiến cho rằng tình hình hiện tại có thể là cơ hội 50 năm có một lần để Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng nhiều nguồn tin từ phía chính phủ Israel lại cho rằng việc tấn công các cơ sở hạt nhân không hẳn phù hợp với các mục tiêu của cuộc chiến do nội các an ninh đặt ra. Cụ thể, một trong những mục tiêu chính của Israel trong cuộc xung đột hiện tại là đánh bại Hamas và đưa cư dân Israel trở lại khu vực biên giới phía Bắc, giáp Liban. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc bị kéo vào một cuộc chiến tranh khu vực với Iran có thể làm suy yếu khả năng của lực lượng phòng vệ Israel IDF trong việc tiêu diệt Hamas và duy trì an ninh với Hezbollah tại Liban. Một số quan chức cấp cao của Israel cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công thứ hai của Iran vào ngày 1 tháng 10 không hẳn là dấu hiệu cho thấy Tehran đang chuẩn bị tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn hơn. Thay vào đó, họ coi đây là một nỗ lực của Iran nhằm tái lập sự cân bằng về khả năng răn đe sau khi Israel đã nỗ lực làm suy yếu đáng kể hai công cụ chính sách quan trọng của Iran, Hezbollah và Hamas. Theo học thuyết an ninh của Iran trước ngày 7 tháng 10, Tehran luôn coi Hezbollah và Hamas là những mối đe dọa để kiểm soát Israel. Đặc biệt, trong trường hợp Tel Aviv cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran hoặc thực hiện các hành động khác vượt quá khả năng chịu đựng của Iran. Tuy nhiên, có một số nhà quan sát cho rằng việc Israel không tận dụng cơ hội này để tấn công chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt khi Iran đã tấn công Israel hai lần trong 6 tháng qua, lần này bằng hơn 180 tên lửa đạn đạo, có thể mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao Israel. Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã luôn nhấn mạnh rằng việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Iran là một trong những mục tiêu lớn nhất trong nhiệm kỳ của họ. Nếu các quan chức cấp cao và các thành viên khác của IDF quyết định từ bỏ lựa chọn tấn công vào các chương trình hạt nhân của Iran để chuyển hướng sang tấn công các căn cứ quân sự và tình báo như các cơ sở tên lửa đạn đạo, cơ sở điều khiển máy bay không người lái và các chỉ huy điều phối các cuộc tấn công vào Israel, thì đây sẽ là một sự thay đổi chiến lược đáng kể. Thay vì tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, Israel sẽ nhấn mạnh trực tiếp vào các vấn đề an ninh ở Gaza và Liban, nơi họ cho rằng mối đe dọa lớn hơn đang tồn tại. Mặc dù nội các an ninh của Israel đã ám chỉ điều này từ khi xung đột ở Gaza bùng nổ, nhiều nhà quan sát vẫn cho rằng cuộc tấn công vào ngày 1 tháng 10 của Iran sau cuộc tấn công vào tháng 4 đã thay đổi tình hình và đẩy Iran trở lại thành trọng tâm như trước ngày 7 tháng 10. Nhiều quan chức Mỹ và phương Tây cho rằng Israel không thể tự mình phá hủy chương trình hạt nhân của Iran nếu không có sự hỗ trợ từ Washington, bởi vì Israel không sở hữu loại bom phá bom ke đủ mạnh để phá hủy các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran tại Fordow và Natanz.